quý đêm. Bàn thắng đã đến ngay ở đầu hiệp đấu thứ hai dành cho Xây Dựng Minh Cảnh và người lập công đó là Tiến Nguyên. Ở một thời điểm rất nhạy cảm, hàng thủ Lam Hồng đã mắc sai lầm. Một tình huống xuất hiện kịp thời của Vũ FPT. Thành công, người cướp bóng là Trung Độ. Cơ hội cho Đức Tài rất thuận lợi và đó là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Xây Dựng Minh Cảnh. Người lập công là Tuấn Anh. Mọi thứ cực kỳ đơn giản dành cho cầu thủ đá tiền đạo được vào sân từ băng ghế dự bị bên phía Xây Dựng Minh Cảnh. Đường chuyền hay. Cơ hội. Đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Lam Hồng và người lập công là Hùng Samba. Rất sòn. Hai vòng đấu liên tiếp mà Hùng Samba ghi bàn và đều là những tình huống đệm bóng từ pha bóng ngói ra của thủ môn bên phía đối phương. Dấu ấn đã đến với cú đá rất tốt của Tùng Xe Đạp trong pha bóng mà người chân giữ khung thành của Xây Dựng Minh Cảnh đã bị che mắt. Đức Tài xử lý qua người rất hay đến từ Tài Bén. Cơ hội cho Đức Tài kéo bóng qua cả thủ môn và đó là một tình huống xử lý xuất sắc của Tài Bén. Pha xử lý của một ngôi sao và đó cũng là một ấn tượng tuyệt đẹp để khép lại SPLS3 với Xây Dựng Minh Cảnh. Họ đã kết thúc giải đấu với việc phải bị xuống hạng nhưng trong trận đấu cuối cùng họ đã có được sự tri ân đến với người hâm mộ bằng như vậy là cuối cùng đã có bàn thắng dành cho ca thủ của đội bóng người Phạm Hữu Đình. Không hiểu là Lý Sơn Thương đã chạm được bên ở trong từ lúc này hay chưa. Tuấn Gấu vẫn có những quả chuyền sáng tạo, một quả chuyền xuống dưới và cơ hội đã tới, đúng là Lý Sơn Thương đã ghi bàn. Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là tình huống đá hồng ở những phút đầu tiên khi mà không thuyền bỏ trống. Bây giờ Lý Sơn Thương rất nguy hiểm, bàn thắng đã đến với đội sản Nam Dương. Tưởng chừng như đó là một cú đá vu vơ từ rất xa nhưng một cú kê đầu đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Đó là một tình huống mà Nguyễn Phúc đã khai thác rất tốt cột xa. Đánh đầu và cuối cùng thì Trần Tình cũng đã có được bàn thắng. Đó là pha đánh đầu của Bảo Thạnh. Lão tướng Bảo Thạnh đã chơi xuất sắc ở tình huống vừa rồi, đè mặt đối phương. Và đó là một pha đánh đầu xuất sắc của số 5 bên phía Trần Tình. Không hề có lỗi và dấu chấm hết cho Trần Tình. Bàn thắng quá đơn giản của Bất Động Sản Nam Dương. Có một điều mà chúng ta thấy ở Trần Tình là sau khi họ có lợi thế về việc hơn người thì họ lại đang không biết thi đấu như thế nào. Họ chơi hơn người, họ có lợi thế. Và vừa rồi thì họ đã có được bàn thắng xoan bằng cách biệt hai đều. Nhưng ước gì bàn thắng này đến sớm hơn đúng không ạ? Trong vòng 1 phút hai bàn thắng, không tin được. Và các cầu thủ của mình gần với bóng còn có Văn Út. Văn Út là người xử lý cuối cùng. Vào! Đó là một quả đều bóng của Văn Cảm rất vừa tầm để cho Văn Út ghi bàn. Chúng ta pha xem lại pha triển khai đá phạt này của đội bóng Đô Lát Đức Đô Tin. Không có một tình huống phản xạ nào, cú đá quá mạnh ở cự ly gần của đối phương. Và thủ môn họ cũng đã có những cơ hội nhất định được tạo ra bởi Hiếu Cà Mau. Lâm Tân Phát. Cơ hội đến rồi, không thể không ghi bàn. Chỉ cần một đường chuyền tốt như vậy thôi của đội trưởng Lâm Tân Phát thì Đông Củi biết cách tạo ra sự khác biệt.
Đông Cùi đá rất thất vọng sau những pha bóng xử lý hồng liên tục của anh ở trong hiệp 1, nhưng bây giờ anh đã có thể nhẹ nhõm rồi. Cú đá đơn giản nhưng có được sự chính xác cao, cự ly quá gần để Phú Chi Vu có thể cản phá. Bàn thắng đến từ những giây đông thực hiện, đó là Hữu Tuấn. Quả đá thắng của Hữu Tuấn, một siêu phẩm tuyệt vời. Bàn thắng vừa rồi của Hữu Tuấn giúp PT vui và Song Hùng cũng vui. Một cú đá phải nói là khó tin đến từ Hữu Tuấn. Quỹ đạo quay của quả bóng là không thể đoán biết được. PT những cơ hội liên tục đến với các cầu thủ Carriacha Sài Gòn, và đó là bàn thắng của Hồng Kông. Rất đẳng cấp. Hồng Kông có bàn thắng thứ 3 ở mùa giải này. Một cú đá rất hiểm. Rất nguy hiểm. Tiến ghế. Bàn thắng đã đến với các cầu thủ Carriacha Sài Gòn, và bàn thắng nó chẳng khác nào như một cơn mưa rào giữa trời nắng hạ. Một cơn mưa rào giữa trời nắng hạ của Tiến Duy.